Con được vui chơi, ngoài ra các phụ huynh cũng được giao lưu với nhau. It's very well organized, lots of events. What I really love seeing the most about today is my husband and my son connecting because he just loves when daddy supports him and does activities with him. So I love the bouncy animal where they're competing against the other kids. I see a lot of smiles on all of the kids' faces. The families look so happy here. So thank you so much. We've had a wonderful time. Looking forward to it next year. Chúng tôi tổ chức ngày hội gia đình theo format là một ngày hội thể thao vì là chúng tôi cho rằng là những cái hoạt động thể thao là những cái hoạt động mà dễ gắn kết nhất, dễ mang lại cái niềm vui, tinh thần đoàn kết nhất tới tất cả mọi người. Khoảnh khắc vui nhất là lúc mà lớp con thắng cả đá bóng và cả kéo co và khi con được leo cái núi băng thao. Khi mà leo núi thì bọn con cảm thấy kiểu vượt qua nỗi sợ của mình, với con là một người cũng khá là sợ độ cao. Còn đá bóng thì do đội con thua cũng khá buồn nhưng mà vẫn vui bởi vì là mình được hoạt động và được giao lưu với cả các thầy cô và các bạn. Con thích trò chơi